Một cảnh tượng hải hùng quý khán giả ơi. Sữa ơi là sữa. Dạ. Tại sao nhà mình lại như thế này? Tại vì con sọn mẹ cho con nói thiệt. Mẹ cho hồi nào? Đó. Trời ơi, cha mới đi công chuyện về có một xíu thôi mà cha rất là mệt mỏi luôn. Hồi sớm cha dọn nhà rất là sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp, mà giờ sao sữa bề bộn quá trời vậy? Hả? Tại vì sao? Thường ngày sữa đâu có bề bộn gì đâu. Hả? Sao vậy? Tại sao vậy? Tại giờ mẹ không cho. Mẹ không cho cái gì? Cho la mẹ gì? La mẹ không cho con. Không cho con cái gì? Hả? Mẹ không cho con đổ ra chơi. Mẹ không cho con đổ ra chơi sao con đổ? Tại rồi con đang chơi. Là sao? Là sao mẹ có cho đổ không? Có. Mẹ có cho con đổ hả? Thiệt không? Nãy con hỏi mẹ sao? Mẹ chưng đổ ra được không? Rồi mẹ nói sao? Đổ ra bíp bíp. Mẹ kêu đổ ra bíp bíp chơi vậy hả? Quá trời quá đất luôn. Rồi xong phim anh hai vô thấy anh hai cũng muốn xỉu luôn. Nè, lát anh hai dọn anh hai chào quý khán giả ơi. Rồi anh hai vô đứng mà anh hai thẫn thờ luôn rồi, anh hát lát thế nào anh hai cũng dọn à. Sao vậy sữa? Thường ngày sữa chơi sữa lấy từ món mà. Hả? Lấy từ món xong mà giờ đổ ra tùm lum vậy? Hả? Đổ 3 giỏ luôn chứ không phải đổ 1 giỏ nữa. Có bao nhiêu sữa đổ ra hết luôn rồi? 2 giỏ. 3 giỏ. 5 giỏ. Sao vậy? Sao giỏ? Vậy tại vì em con đang sữa nghe cho cha nha. Cha có xe này không? Thôi cha hỏi là tại sao con đổ vậy? Tại con nhẫn à. Đúng rồi, con chơi xong chưa? Chưa. Con rửa xe cho cha một chút rồi con dọn. Có dọn không? Con dọn để con rửa xe cho cha. Thôi giờ lỡ đổ ra thì chơi xíu rồi dọn nhau hay không? Mà nãy có thiệt là hỏi mẹ chưa? Nãy con hỏi mẹ sao? Nói cho kể lại cho cha với lại quý khán giả nghe coi. Con kể sao? Dạ con nãy con mẹ mà không cho. Sao mẹ không cho? Hả? Quá trời quá đất luôn rồi. Rồi bữa nay ở nhà làm gì? Sáng giờ tôi đi công chuyện ở nhà làm gì? Sáng nhà có ai quay clip cho không? Hả? Dạ không. Buồn không? Thấy không? Cha không có nhà là không ai quay clip cho sữa hết trơn, thấy không? Mẹ bận mẹ cũng đâu quay được cho sữa đâu, mẹ phải làm việc. Có buồn không? Hả? Kìa mẹ đi ra kìa, mẹ ra kìa, hỏi mẹ coi. Mẹ hỏi là nãy có hỏi mẹ chưa? Mẹ cho đổ ra chơi được không? Được có không? Mẹ nói vậy á. Mẹ nói nào? Mẹ nói đâu? Có xin mẹ cho mẹ. Mẹ ơi. Hả? Có xin mẹ chưa? Hả? Xin rồi hả? Mẹ cho chưa? Mẹ con sửa xe xong rồi. Mẹ cho rồi hả? Rồi lát rồi chơi xong rồi ai dẹp? Thiệt không? Thiệt là sửa dẹp không hay là sửa bắt cha dẹp? Cha bắt, con bắt cha dẹp con khổ quá. Con đi làm, con đi học không biết ai lo giùm cho con. Trời luôn. Con khổ lắm hả? Con đi làm gì? Con đi làm kiếm tiền. Con làm kiếm tiền chi? Nè kiểu. Con khổ sao? Con có kia vậy? Hả? Trời ơi. Đó, có cái chồng đó. Trời ơi. Quá mệt sữa luôn rồi. Được. Được. nè. Nói chứ trà sữa khi nào chơi đồ chọn đồ chơi ra bề bộn vậy là đều có hỏi mẹ nha các bạn nhỏ nha, quý vị khán giả à. Đó, quá trời đồ chơi của trà sữa luôn nè, nhiều ghê không đó. Lớp là Phương vừa mua, lớp được quý ông bà cô chú anh chị cho phải mua thêm 3 cái sọt này nè đó, để đựng. Rồi bề bộn ở nhà ghê không đó, một thế giới đồ chơi. Cái nhà thì rất là chật và rất là không có không gian mà đựng đồ chơi cũng với bạn nhỏ, không cũng chật cứng nữa. Sữa đang nấu món gì vậy? Tôi đang nấu món dưa hấu. Dưa hấu hả? Dưa hấu sao sữa nấu được? Nấu được. Hả? Nấu được. Dưa hấu mà nấu gì cô ơi? Dưa hấu. Ừ. Ơi dưa. Chứ sữa chơi xong sữa dọn dẹp nha. Cái nào không cần thiết sữa dọn trước đi. Nói chứ lát cho cũng sữa dọn dẹp ha. Chứ sữa dọn mình sao sữa dọn nổi, đúng không? Đúng không? Sữa nói các bạn nhỏ đây. Các bạn nhỏ mà nó không có bài ra nha. Sao con bài? Mình bài thì mình phải xin phép ai? Mẹ. Xin phép mẹ hả? Rồi nếu mẹ không có nhà xin phép ai? Cha. Nếu cha không có nhà xin phép ai? Ngoại. Nếu ngoại không có nhà xin phép ai? Cậu Tư. Nếu cậu Tư không có nhà xin phép ai? 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 Xin phép ai? Cha. Cha đâu có nhà đâu. Cha có. Không có nhà. Mẹ. Nếu cha không có nhà xin phép ai? Cậu Tư. Nếu cậu Tư không có nhà xin phép ai? Ừ. Hả? Mà Út không có nhà thì xin phép ai? Ừ. Cha biết nhiều mà Út, sao mà Út luôn. Xin phép ai? Không, gì lớn mà già rồi, bà Thúng già. Uống nước cà phê. Bữa nay bà Thúng già quá rồi. Lớn rồi, 3 tuổi mấy rồi. Đúng không bà Thống? 38 tháng rồi. Hả? 38 tháng đúng chưa? Đã biết. Là con mấy tuổi rồi? 25 giờ chứ. Hả? Là con bao nhiêu tuổi rồi? Tao trộn với nước. Là trà sữa có kinh nghiệm làm YouTube bao nhiêu năm rồi? 23 năm. 23 năm hả? Sữa làm tới khi nào sữa nghỉ? 4 giờ mấy con nghỉ. 4 giờ mấy nghỉ hả? Không, làm YouTube tới khi nào, ngày nào nghỉ, tới bao nhiêu tuổi nghỉ? Nói đi, nói tới khi nào quý ông bà cô chú anh chị mà không còn xem nữa thì con nghỉ. Thôi mà mốt lớn cho sẽ làm phim cho con đóng nha. Đang để lên nó bếp. Chứ giờ con còn nhỏ quá cũng không chưa có hướng dẫn được, con chưa có biết được, đúng không? Giờ theo cái tự nhiên của con thôi, đúng không? Hả? Nấu mang cho An đi. Cho cha. Cho An hả? Này nó tùm la chứ. Hốt bỏ vô, bỏ thì uổng mà để dồn đóng không biết đồ chơi nào là cái đồ chơi nào hết. Sữa nhà gì sữa có buồn không hả? Chơi một mình vậy hả? Mấy anh chị chơi ngoài sân kìa, đi ra mấy anh chị chơi ngoài sân không? Sữa đi con, đi không? Đi chơi ngoài sân xíu rồi mình xíu mình vô mình chơi. Thôi sữa tập trung sữa chơi rồi sữa không nói chuyện nữa, thôi cha chào. Con đi đâu ơi, con đem này là con mứt này xong rồi tụi em sẽ bưng cho mọi người ăn cái món này của con và mọi người hạnh phúc vui vẻ mau mau cứ ăn. Nói gì vậy? Con nói gì không? Ừ. Đây. Cho ăn hả? Nó cho ăn hả? Cho mọi người ăn. Dạ cho mọi người ăn. Coi chừng đổ nha. Bữa nay tóc được cũng dài xíu rồi nè. Con đã nó bóp về xong rồi. Đan đan. Coi chừng đổ đó. Nó mắc này xong rồi nè. Đan đan. Mời mẹ nè. Con ơi mẹ không ăn. Sao mẹ không ăn? Mời cô Tư kìa. Mời cô Lâm, cô Quy kìa. Mẹ, con mời mẹ. Con cô Quy nó lối kìa. Con mời mẹ. Mẹ cảm ơn con. Mẹ sẽ phải kia ăn đi. Ê con đây, đừng nào nó nóng cái này. Con bên con nè, cắt nha. Cho chừng nó nóng, rồi con hỏi cho. Nó nóng. Nóng không? Nó nóng đó. Bánh chuối bẹt nhà nóng đó. Ừ. Đó. Đi vô nhà chừng nào nó nóng hết đi thì mình sẽ ăn. Đó. Cái kia đó. Thôi chào tạm biệt nha. Ha. Chào mẹ bây giờ. Nấu món này xong nè, nói quyến bà cô chú anh chị ủng hộ coi kênh con nè. Mà chị Tú với anh này á. Đây là con sẽ cặp món ăn cái bánh chuối ngọt. Bây giờ con sẽ mời chú Bí dạ cùng xem qua video ăn nha. Tạm biệt. Bye bye. Bye bye. Bye bye luôn Thế Vĩnh ơi. Dạ cảm ơn ạ.